tổ chức năm ngày kỷ niệm 40 năm nhà trường, các bạn ra ngoài những năm thi, không ngờ bạn lại đi rồi, thay mặt các bạn ở trong lớp, bạn đứng riêng mà bố gia đình, con cháu, bạn bè, bình an vạn sự, mọi may mắn, hãy thông cảm cho bọn mình nhé. Thằng nào cũng lấy vợ, lấy chồng, có con, có cháu, thằng nào cũng bận con, cháu, không đến thăm thì được. Thôi bận thắp hương viếng bạn, hay là các bạn trong lớp. Đáp ơn chứ thì, hãy tha thứ cho bạn mình nhá, thì cảm xúc rất là chân thành. Ở xóm này là cũng giỏi lắm mắt đấy. Đến thời gian đầu thì vất vả, bây giờ thì con cái lớn rồi thì có điều kiện thì lại mất này thì đúng là nó không được. Vâng. Đúng là cái số phận mỗi người nó. Chính thức là một người mất bao giờ đấy. Mẹ cháu 20 tháng 2 âm lịch thì tròn 3 năm. 20 tháng 2 này à? Vâng. 20 tháng 2 âm đấy. Vâng. À. Hôm nay cô sang hai lần thì đều gặp chị gái cháu. Vâng. Một lần thì không gặp mỗi mình mẹ cháu, nhưng lần thứ hai thì gặp chị gái cháu. Hồi chị gái cháu con còn nhỏ ấy. Thì cô sang. Thì 4 năm lần. Ừ đấy, cô sang xong rồi sau đó thì nhà cô các con nó đi lấy chồng, nó sinh con đẻ cá thì cứ đi trông con không, nó cũng không có nhà. Đúng rồi, chú ấy sang thấy cô gọi cửa mới hỏi thăm. Thăm thì nhìn cái gương mặt cô thì rất thân quen. Nó có cái điều gì đó, nhìn gương mặt rất thân quen. Cô còn ở bên thành phố Thái Bình. Thế thì hôm nay cô sang thì thôi thì chưa còn, đúng là cô sốc thật. Lúc chú nói cô tưởng nói đùa. Lúc đầu bảo đi dạy ở Đông Thành như vậy. Cô nói đùa, cô bảo nghĩ bụng, bảo nó sao bây giờ còn dạy nữa. Nên lúc bảo mất thì đúng là cô sốc thật, chân tay cô tê hết lên. Thực sự là cô rất là xúc động. Cái thứ nhất là cô cũng ân hận là không sang thăm sớm được. Cô thì hôm nay đi sang rồi thay mặt các bạn trong lớp với thắp hương cho mẹ cháu. Rồi cũng chia buồn với gia đình, với các cháu cũng thông cảm với các cô, là bởi vì cũng như mẹ cháu có con cái lớn nên đi lấy vợ lấy chồng, rồi lúc nó sinh con cũng phải đi trông non. Vâng. Rồi việc nọ việc kia nó cũng không phải là cứ bỏ ra từ đầu phố xuống phố thì nó dễ, nên nó cũng xa. Thế trong mấy người cứ hẹn hò nhau. Thế đợt này các cô ở Phú Thọ với này Hải Phòng với Hà Nội với Hải Dương là hẹn nhau là gặp mặt kỷ niệm 40 năm ra trường đấy. Thế bảo là đi tìm thi, đi giao cho cô sang tìm trước. Nếu mà thi ở nhà thì đón thi đi. Mà nếu không thì hẹn với thi là mọi người sẽ đi sang đi chơi. Thế đúng, hôm nay cô nói cháu rất xúc động nữa. Cô bảo là cái năm cô ra trường năm 78. Lúc đấy cháu mới có 10 tuổi.
Cháu sinh năm 68 mà. Nên là Quyết đây là còn lúc đấy là quyết định là chưa ra đời. Cái xong đó chị em ra công hồi nó cũng gian khó, ra trường công tác thì điều kiện đi lại nó cũng khó khăn công vâng. việc. Sau đó thì ai cũng lấy vợ lấy chồng rồi có con có cái lo gia đình. Vâng. Thì đến cách đây mấy năm thì cô sang đây hai lần thì mẹ cháu cũng được bình thường. Đấy, mẹ cháu cứ bảo là cảm qua loa thì không vấn đề gì, nhưng cô cũng nghĩ là bình thường. Sau đó về thì các con thì cô nó xây dựng gia đình, nó cũng sinh con, thế là cứ bế hết đứa nọ đi đứa kia. Thế đợt này nó có điều kiện bảo là tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày tốt nghiệp đại học. Đợt này các cô tổ chức ở đâu ạ? Địa điểm Hà Nội. Hà Nội cả. À, tổ chức ở nơi. Mà từ Hà Nội nào phi về đây để. Không, là hẹn cô là sang và cô thi trước, còn là mai các cô ấy là bắt đầu tập trung về Hà Nội. Vậy là cô ở chỗ nào? À, thành phố Thái Bình đi sang đây xong mới lên Hà Nội, mai mới lên Hà Nội. Vâng, thế là nếu mà Ninh thi ở nhà thì là đón cô thi đi. Vâng. Đón đi luôn thì là vâng. Gặp các bạn ở ấy nữa thì bắt đầu lên Hà Nội thì tất cả miền Nam, miền Bắc, nước ngoài, nước trong tập trung hết bởi vì cái khóa cô ra trường nhiều người đi làm nước ngoài lắm. Vâng. Đi dạy ở khắp trong Nam ngoài Bắc thì kỷ niệm 40 năm ra trường thì cũng có thể gặp nhau. Vâng. Có ai biết là thi ốm đau rồi ở đây không? Ở đây còn có một cô nữa là cô Nguyễn cũng không mất tích, không có thông tin. À, không nhận cháu biết. Cháu có biết số điện thoại không? Cháu không biết số điện thoại nhưng mà cháu chỉ biết ngày xưa biết. Đấy, có cái cô là còn có một cô là cô Nguyễn, có một bác cũng gọi là bác Liên thì cũng không mất liên lạc, không biết liên lạc. Ô, cháu đúng là hàng xóm đây mà cô đến là cháu. Vừa rồi cái sự việc của cháu xúc động thực sự. Ra trường từ năm 78 kỷ niệm 40 năm gặp nhau thì lại không cô không còn nữa. Đấy, cũng quá xúc động. Không biết được đâu, biết được đến sớm như thế thì nó. Vâng. Giọng người uống nước đi. Vâng. Cô cần số điện thoại bác Luyến không? Có. Cháu hỏi rồi. Ở Ninh Bình nó có 3 người, có cô Luyến này, có cô Thi, cô Luyến với lại một thầy giáo tên là Liên. Thầy giáo Liên là dạy cũng dạy tiếng Anh nhưng mà không biết thầy dạy đâu thì không biết. Thầy giáo Liên là hàng xóm nhà cháu là ngày xưa ở dưới kia nhưng mà dạy ở Lương Văn Thụy. Người nhỏ gầy gầy ạ. Ừ, đúng rồi. Vậy thì giờ đưa cô đến nhà thầy giáo Liên cách đây khoảng 500 mét ạ. Nếu như là đúng thì là cái ở đây thì hình như thầy giáo tiếng Anh thì có mỗi thầy Liên thôi, thầy nghỉ hưu được nhiều năm rồi. Ngày xưa cháu là hàng xóm với thầy giáo Liên là vợ là tên là Bình cùng cơ quan với bố cháu ở huyện Hoa Linh ngày xưa. Thì ngày xưa là chỉ biết là Ninh Bình có 3 người, thì Thi, Luyến với lại anh Liên. Có phải là Liên ấy không thì cũng rõ lắm nhưng mà vâng. Thì sau đó là ra trường mà có người một phương mà chẳng ai có bây giờ bắt đầu đi tìm nhau. Vâng. Nhưng mà cách đây nó gần thì ta cháu đưa cô đến cái chỗ nó gần nhất là cách đây khoảng 500 mét thôi. Nếu mà nếu như đúng thì là tốt, là không đúng thì chả sao cả. Chẳng biết được anh có nhận ra mình không. Đó. Cháu là hàng xóm của chú Liên là từ có số điện thoại của ông hay không? Để cháu khả năng là cháu có, để cháu tìm nhé. Gọi xem là gọi thử thì có đúng tình. Vâng vâng. Gặp nhau kỷ niệm 40 năm ra trường, tốt nghiệp đại học. Cứ sang đây, cậu này có nói cái này cứ lúc đầu cứ tưởng cậu đùa. Vâng. Tôi đưa đi bệnh viện là kỳ này. Vâng. Mới hôm không thể đứng được. Vâng. Cuộc sống tôi bị mấy năm ấy, từ năm 86 nó xẹp vào lối sống nó. Vâng. Vừa rồi bây giờ vào vâng, vâng. Toàn Anh ấy, vâng vâng chú cắt đồ ấy xong rồi ra tiếp chuyện cô. Đúng là bạn bè lâu không gặp nhau cho nên cái thông tin này không nắm được. Cứ coi là cả bên Ninh Bình này không mất liên lạc hết, bắt đầu vâng. Lấy đúng không nhá? Không nghe quên con nước cô rồi. Chú ngồi đấy. Lên uống nhá. Có nước rồi, có nước rồi đấy chú ạ. Có nước rồi, chú ngồi đi. Chú ngồi đây đi. Sang đây cũng được một lúc lâu rồi. À, đây vâng. Cũng xin phép cháu là
nên nói gì? Cũng nhận lỗi là không sang thăm bạn anh này đến tin nó muộn. Nhà tôi là như vậy là bị bệnh từ cuối năm 12. Là cuối năm 12 đến năm 13 đều đi điều trị Hà Nội mất khoảng 6 tháng ở trên bệnh viện trên K1 đấy. Thì là nó trở về trạng thái bình thường. Thì sang lại đến năm 15 thì nó tái lại. Tái lại thì là năm 15 thì sang năm 16 thì mất. Xong năm 15 tôi sang đây thì chỉ nói là bệnh loanh quanh thôi, không giấu, tức là giấu tôi đó. Tức là vậy là giấu bệnh, cô giấu bệnh. Bảo là tớ chỉ bệnh loanh quanh thế. Vâng. Cái năm 15 ấy. Vâng. Thì tôi sang là tôi còn gặp cháu Quyết nữa, con nó còn nhỏ, nó còn chặn sang đây mà. Thì nói chuyện thì bảo là tớ cũng bị bệnh, tớ cũng đi Hà Nội khám bệnh nhưng mà nó loanh quanh. Đấy, thế nào mới là bắt đầu như vậy, cứ đây là cháu Hà, chị gái của cháu Quyết. À đây có chị gái đấy. Vâng. Ừ, cháu gái đấy. Vâng. Vậy là lên cứ lên truyền xong rồi lại về không lại lên truyền. Năm 15. Năm 15 thì bắt đầu là xong rồi là về thì chúng tôi con cái nó lấy vợ lấy chồng nó sinh con nó cũng đi trông con chúng nó. Vâng. Thế là cứ liên miên hết đứa nọ đứa kia 3-4 đứa. À năm 15 là chị sang đi tháng mấy? Tôi nhớ là tôi sang hồi là cứ vào mùa hè nó cũng vào tháng này tháng 3 tháng 4 này. Nó trời nó không không nóng. Vâng. Ừ, tức là sang tháng 5 thì bắt đầu cái chính thức là phải lên trên đây. Còn tháng 2, tháng 3 là cứ thỉnh thoảng lên kiểm tra. Cái đầu xuân này là tháng 3. Vậy thì thỉnh thoảng lên kiểm tra thôi. Vâng, thì cứ bảo là tớ đi Hà Nội tớ kiểm tra sức khỏe, tớ về. Vâng, đúng. Nói thế thôi chứ cũng không nói gì. Hồi đầu năm thì cũng chưa tái lại. Vâng. Cũng cứ phải 3 tháng một lần mình kiểm tra. Vâng. Thì bắt đầu là là cô nhà mình là giấu bệnh, thế là không nói. Thế là chúng tôi cũng không rõ này cả. Cái đợt này các bạn ở các nơi người ta gọi điện về thì là bảo là gặp mặt nhau để kỷ niệm 40 năm ra trường. Các bạn ở miền Bắc, miền Nam, về nước ngoài các bạn cũng về để cứ đi tìm gặp Thi xem thế nào. Thế bảo là vậy thì cậu ở gần thì cậu thử sang, biết nhà được sang trước thì báo sang thế nào. Sáng nay cũng là cháu nói người tôi không tin, tôi sốc thật sự. Cháu nói cô còn chưa tin cơ mà. Tại vì năm 2015, cách đây có 2-3 năm mà gì mà tin được. Thế là cũng thực sự là cũng rất là sốc. Nó cũng choáng váng thật. Nhưng mà gọi cửa này thì khách cửa mở, không thấy ai mở cửa. Là xong rồi cứ mà sang nhà cửa này, thấy tiếng nói chuyện. Thấy người trong nhà mới vào hỏi. Xong rồi nhờ anh ấy gọi cho giúp cho. Tôi thì đến muộn tí thì cũng thông gia đình thông cảm, cũng chia sẻ với gia đình như các cháu. Vâng. À, cũng xin phép của thắp hương cho bạn ấy rồi. Vâng. Tôi thì bạn cũng nói với bạn trên thông cảm là chúng tôi không biết thắp hương muộn này. Các bạn ở trên Hà Nội, Hải Phòng với mọi người là gửi lời gọi là thăm, như bây giờ bạn không có đây thì gọi là chia sẻ vậy. Vâng. Tôi thực sự là tôi sốc thật, tôi không nghĩ là như vậy. Cũng thế mà còn kéo dài vài năm đi mất đấy chứ, có người thì cái bệnh này chỉ vài tháng, mấy tháng phát hiện ra là nó nặng rồi là đi rồi thôi. Thì còn cái hồi là bạn khi mà bảo tôi là cháu trai lớn là chuẩn bị vào đi nước ngoài như thế này mà đấy, nhưng mà thế thì tôi bảo là thế thì tôi quá này. Thế bảo là con đứa con gái nó dẫn cháu sang đây, nó còn bé. Vâng. Này là bé ở đây. Vâng. Nó mới chồng ở đây. Cái này thì nó đi làm. Cái này là sống là sốc thật. Đợt này tôi báo cho các bạn đây này. Thì chắc các bạn cũng chóng váng này. Vâng, sinh tử bất kỳ. Vâng, vâng. Đúng là sinh tử bất kỳ, nói chung là câu đấy. Bạn bảo là các bạn ấy hẹn hò là bảo tôi phải đón các bạn ấy xong rồi dẫn các bạn ấy sang đây, thì ở ngoài cứ đi sang trước rồi chúng ta về chúng ta sang sau. Có một lần cô Nga. Cô Nga người đi như quả là người khảo phong Nam Hà. Vâng, mà Nam có vợ trong miền Nam ấy. Vâng, miền Nam thì ra đây có chung coi thì ấy, nhiều khách sạn thì cũng có vài hay chung như vậy. Cô làm ở trong khách sạn Hoa Lư, xong rồi
sau đó à, các chặn cái gì cái gì giọt gì đây này. Vâng, sau lại về trong đấy. À, cô lại về trong đấy rồi. Thì bây giờ cô ấy vẫn còn giục tôi là mày đi sang mày thăm cái thi đi. Vâng. Có cái gì mày gọi điện cho tao. Tối nay tôi lại phải gọi điện cho bạn ấy để báo cái tin. Em buồn. Vâng, thì ai cũng bảo là bỏ đi thăm thi thì ai cũng bỏ gửi lời hỏi thăm. Vâng. Thế bảo là thế thì hy vọng là bạn còn khỏe thì bạn bè tập trung nhau tí thì ốm đau thì cũng có thể là ai cũng ốm, bởi vì là cũng tuổi này thì cũng có thể là ốm đau. Nhưng mà nghĩ mất thì không ai trong đầu không ai nghĩ là mất cả. Không mất cái tuổi sớm quá vậy. Vâng, tuổi sớm quá, chưa ai nghĩ thế. Nhưng mà bảo là có ốm đau thì lại còn nói đùa, có ốm cũng lôi cổ đi nhé, thì vậy như để gặp nhau. Bởi vì 40 năm nay ra trường thì mới có điều kiện để gặp gỡ nhau ở các nơi về tìm nhận gặp nhau. Không, đúng là cái câu của chú Ma vừa nói là sinh qua có hạn tử bất kỳ đấy, đúng không? Cho nên là cũng không ai nói trước điều gì. Cháu là hàng xóm đây, nó cũng là có cái gốc quê Thái Bình với cô, cho nên cũng chia sẻ với cô là bạn bè trong lớp đầu cô. Bảo đi dạy ở Đông Thành, vâng, ở trường Đông Thành, thì bảo ông thế có ai không đi dạy trong đầu, nghĩ bảo hại sao lại còn đi dạy, cứ bán tin bán nghi với tưởng chú với đùa. Thì vợ cháu là dạy Đông Thành, đúng cái nhà đấy cô hỏi thăm là đúng nhà cháu, vợ cháu là dạy Đông Thành. Vâng. Xong một tí chú bảo là thi mất mà tôi sốc thực sự rồi. Tôi không thể nào hình dung ra được như thế. Đầu tiên là hỏi cô giáo là dạy trường Đông Thành. Cháu nghĩ hỏi vợ cháu mà cuối cùng là hỏi là cô thi nhà mình. Thế là cháu mới nói luôn là như thế là cô sốc thật sự. Vậy lớp kia có khi mỗi mình nhà tôi là mất. Vâng, có lẽ cả lớp là mỗi mình bạn thôi chứ còn chưa. Bây giờ mỗi người ở một nơi. Thì cái năm cô ra trường cháu 10 tuổi. Năm ra trường 78, cháu sinh năm 68 mới được 10 tuổi. Thôi có lẽ là tôi xin phép đây, bởi vì tôi về là tôi còn về thông tin cho các bạn để các bạn. Vâng, tôi về Thái Bình ạ. Vâng, tôi đến đi. Đã? Vâng. Tôi có ô tô, có chú. À, ô tô đây. Vâng. Thì cháu nhìn nhé. Vâng, cháu cho về cho cô nhé, và chia sẻ tình cảm bạn bè các cô nhé. Ai chú Liên nhé, vâng. Vậy là đúng chính xác là chú Liên ngoại ngữ 78 đấy. Không, chắc chắn rồi. Có điều là chờ chú về là cháu sẽ nhờ cô, cô sẽ gọi điện cho cháu. Vâng. Cháu chào cô nhá. Đi về nhá. Cô có xe đón ngoài này ạ. Vâng. Vâng, chào anh nhé. Vâng. Chào cô nhé. Ủa, mình cô sang đây à? Ồ. Vâng. Chào cô nhé. Vâng. À thế à? Vâng. Bây giờ cô này quay về Thái Bình nhỉ? À. Vâng. Sang đấy. Vâng. Cô vất vả đấy. Vâng, chào cô nhé.